Hello mọi người, hello cả nhà. Hôm nay mình đi khu center, khu shopping ở Clovis. À, khu này màu hồng hết luôn. Áo quần, khu áo quần này màu hồng hết luôn. Đó, đồ nít. Là chai lọ, cái này chai nước uống nước, ly uống nước, này gối nè, nó đồ áo quần của nít, chị trẻ, cái kia mùa sơn nó chống chơi chống nước gì, rộng như vậy, chống chơi chống hết, bên này rộng, bên này đất rộng, ở bên khu Clovis đất rộng, cho nên trong tiệm nó cũng nó làm cũng rộng, xếp đồ đẹp, còn trống chơi trong hết nhiều chỗ trống, bên kia nó làm nó cứ chích chích cực cực thường dùng xếp xếp lại. Đây là bán mình gối, đó rồi giày dép của đàn ông, cái này là hủ lọ, cái này là cái mấy cái chảo nồi niêu sang chảo, bánh kẹo đó. Đây là khu mà dành những cái đồ du lịch, gối này, gối này em mất à, gối này gối xịn nè, gối để nằm, gối xịn, gối để nét nè, để kê cổ, nằm trên máy bay, đó, này cũng vậy, đó, như cái gối. Cái kê cổ nằm trên máy bay, nó gối này đẹp, cái này nó êm, nó đã. Đó, này vali, cái vali. Để mình đi đi nữa nè, chuẩn bị mua cái vali, để đi máy bay, đi về Việt Nam. Cô vali này nè. Yeah.